Đôi cuốn người người đọc vào bàn san. Cô ấy mới hôm qua không ai nhớ khuôn mặt, chỉ một sự phân đan khóc lóc về chuyện tình dở dàng. Lên bao hình thì đầy một chăn, ôi dễ dàng để đời ta tươi sáng. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia cặp với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này và chị ngã xuống đây. Cứ sống cùng với đồng bào mịn đói cồn cao, bao hoa lời giá lời vào một ngày mới nhôn nhau, nhôn nhau, nhôn nhau. Tình mộng vội vội vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Trên bàn tình có lẽ anh hơi ngây ngô khi chia tay tôi không có lỗi. Và màn hình TV đêm ngày trông trông vào trong trí óc về một thế giới như mơ như thơ như lịch cảm mơ. Ôi thật bất ngờ, trên sông những âm thanh xôn xao đang mơ chào. Chỉ cần gì ở đây thì ngồi vào đây, thì điền vào đây, không có gì thì mình sẽ mua nơi. Tôi muốn những đám đông xôn xao đang hô hào, họ thì thầm về tôi muốn họ thì thầm về tôi, mơ ước được cuộc đời như tôi, đem gối đầu để nằm mơ môi tôi. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia cặp với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này và chị ngã xuống đây. Cùng với đồng bào không tin miệng đói cồn cào, bao hoa lời giá lời vào một ngày mới nhôn nhau, nhôn nhau, nhôn nhau. Hãy vội vội vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Trên bản tình có lẽ anh hơi ngây ngô khi chia tay tôi không có lỗi. Và màn hình TV đêm ngày trông trông vào trong trí óc về một thế giới như mơ như thơ như lịch kem bơ. Ôi thật bất ngờ, ôi thật bất ngờ, ôi thật bất ngờ, ôi thật bất ngờ, ôi thật bất ngờ. Ôi từng ngày ao ước từng ngày, ôi từng ngày ao ước từng ngày. Ngày đó không còn xa, không còn xa. Từng ngày vội vội vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Trên bàn tình có lẽ anh hơi ngây ngô khi chia tay tôi không có lỗi. Và màn hình TV đêm ngày trông trông vào trong trí óc về một thế giới như mơ như thơ như lịch cạn bờ. Ôi thật bất ngờ.